vợ mới mua một sấp tiền vàng về để bỏ ở đây. Anh gọi là mai anh sắp lễ ra cho em để mai em đi chùa. Đây các bạn. Đấy, này, một nguyên một tập. Đây, cả hương huyết đầy đủ, hương khói đầy đủ. Thì đấy, thôi được rồi. Ngày mai thì gọi là cũng xin các cụ đúng không? Đấy, đi lễ rồi thì xin các cụ vào gọi là một tí xem là có cá kiếm được gì của con TDTC này không. Ui, gặp luôn cầu bệt này. Cầu bệt con này thì mình cứ bệt luôn con xỉu 5M đi. Tự tin nhé. Đấy, ngày mai gọi là thử bọn mày với 5M thôi để xem các cụ cho đến đâu rồi. Nói chung thì gọi là lên được thì càng tốt, mà gãy thì cũng không sao cả. Nói chung là cố gắng là đánh lên gọi là hết mức có thể thôi. Đó, chứ không thể nói đòi hỏi là nó phải ăn 100% hay là đòi là gọi là có thể húp được mãi đúng không? Cái điều đấy là điều không thể được. Đó, rồi bây giờ mình sẽ xem thử con này xem là tình hình là con này nó ra xỉu hay nó ra cái gì đây. Rồi, tiếng đầu tiên em nhé. Mình kỹ thì con này không trượt được, con in tự tin thôi. Đó, 332 húp được con xỉu đầu tiên này ạ. Nói chung thì các cụ gọi là đi vừa đi lễ cho các cụ về là phù hộ độ trì cho lên đấy, đúng không? Tiếp tục với con này mình sẽ đi gọi 2,750 này. Đó, rồi, nhẹ nhàng, một con tài nữa đây. Cố gắng ngày hôm nay thì cầm 5M mình sẽ lên tầm 15 cho đến 20. Mà thậm chí là khó quá thì mình dừng lại 10 mét cũng được. Đấy, thì cứ tùy, nói chung mà tùy vào cầu thôi mà. Chứ con đánh thì nói lúc nào nó gọi là cũng muốn lên cổ to, lên cao thì chắc chắn là không thể nó có rồi, đúng không? Đấy, mình thì cứ cố gắng là đi hết mức có thể, lên được đến đâu thì đến anh em nhé. Rồi thì mình sẽ xem thử đấy, gọi là tranh thủ vừa đánh vừa ngồi sắp lễ sắp tiền vàng cho vợ mai gọi là đi chùa đi lễ đó. Nói chung là có thờ có thiêng là có kiêng là có lành đúng không đó, thì cố gắng là thờ gọi là cũng đầy đủ đấy, nên là thỉnh thoảng là tháng con chỉ xin tầm 50 đến 100 thôi đúng không, không cần nhiều. Ý là 50M đến 100M ấy ạ, chứ còn 50K 100K thì mình không có đến ạ. Đó, rồi, xem thử nhá. Ui dồi, đen chưa? 54 lại ra 1 bây giờ chứ nhỉ? Con này lại về xỉu 10 rồi, con này thì tự tin thôi. Một con tài 7m em nhá. Đó. Nói chung là con này thì bảo trượt thì cũng hơi khó, mình sẽ tự tin là vượt con tài này em nhá. Để xem là có chuẩn hay không này. 7M, con đi luôn tiếng này em ạ. À, tiếng này mình nghĩ là không trượt được cầu 521 được chưa? Rồi mình sẽ xem thử con này xem có lên hay không. Con này mà lên được luôn thì không chia nhập vào đội mà. Nói chung là không có cái gì để bàn cãi nữa rồi. Về cái cầu này thì thôi, nó cứ gọi là nhất luôn anh em ạ. Đó. Thì cầu này thì nói chung là bảo là trượt thì mình thấy là lạ, chứ con này ăn thì mình thấy bình thường thôi. Tại vì ở đây á, em thấy này, ở đây 3 con, ở đây chỉ về 2 con thôi. Và con mua xỉu 10 thì sẽ lên con tài, là một trong những con cầu mà mình gọi là thấy là chính xác nhất rồi, ít trượt nhất rồi đúng không, ít cái ly độ trượt nhất. Nên là mình sẽ xem thử con này xem có đúng là gì ạ, có đúng là tài không. Con này mà ra là tài luôn thì không còn gì để nói nữa đúng không. Nói chung là gì ạ, các cụ có độ gánh cong thừa lưng, lấy 541 là cũng hơi buồn đấy. Lặn 54 đánh tài, lặn 54 tưởng ăn thế nào vẫn cứ gãy anh ạ, được chưa. Đấy, các cụ gọi là gánh đúng này cong lưng anh ạ, thật sự luôn ạ. Cũng cảm ơn các cụ vì lặn quả gọi là 24 cái cứ tưởng là thôi bye bye rồi, lại phải ra tạo mã rồi thì làm vẫn cứ gì ạ, vẫn cứ 245 đúng không. Tiếp tục này, con này đây thì 11 thì mình sẽ bắt là cầu 650 và nhà con xỉu nhá, đúng như mình nói đúng không. Chứ con này mình đánh con này gì ạ, tại cái cầu ở đây thì đang chạy là cầu 11 đúng không. Nói là mình cứ thế mà vào cầu thôi để xem là con này nó ra cái gì nhá. Cầu đang chạy là 211 thì mình sẽ cố gắng là đi làm sao đi đến thế nào để cho nó lên được vừa tầm ấy nhá, vừa tầm nhất có thể là mình sẽ nghỉ thôi chứ cũng không tham. Nhiều anh em mà đánh là hay bị tham cầu là tỷ lệ gãy nó rất là cao. Em nhớ cho mình nhá, đánh thì bình tĩnh thôi, không có cái gì mà phải vội cả, mình sẽ đánh hết sức có thể được chưa. Và nhớ là gì ạ, có thể là anh em bốn bé thì em sẽ đánh 10 con bé thì sẽ bằng một con to của người ta đúng không? Nhưng mà 10 con bé mình đánh gì ạ? Tỷ lệ ăn nó nhiều thì vẫn hơn là gì ạ? Hơn là cái tỷ lệ một con to của người ta đúng không? Muốn to thì tỷ lệ gãy của người ta sẽ rơi vào sẽ là 50-50 rồi. Ui, vừa nói xong rồi này lại gãy mất rồi. Này, cầu 21, ngày hôm nay mà cảm giác mà nếu mà mình gãy quá 3 tay, thậm chí là gãy 2 tay thôi là mình cũng sẽ nghỉ. Đấy, nên là mình sẽ gọi là cố gắng 22 à. Thôi được rồi, mình sẽ đánh một tiếng chốt nhá, 3M xỉu này. Con này mà húp được con xỉu thì bye bye luôn, được chưa? Không tham nhiều.
đó, còn con này mà không hút thì mình lại phải tính toán lại nó để xem là tầm này thì cầu này nó đi cái gì nhá. 3 mét thì chắc là không chuẩn ở đâu rồi, nói chung là cũng cố gắng là đánh làm sao cho nó lên được nhiều nhất có thể thôi, chỉ còn để mà nói là tham quá thì chắc chắn là cái điều gãy cầu là không thể tránh khỏi rồi đó. Rồi thì cầu này đây cưng khoái là còn nguyên đây bạn, đây có cả mã QR trên web luôn ạ. Hay dạo này là đúng là cái thời buổi này 4.0 rồi ạ, cái gì cũng có cái gọi là cái quét mã miếc có hết anh ạ, cũng hiện đại đấy, hiện đại nhưng mà lại hại điện, nói chung là hiện đại nhưng mà làm con xỉu này là được anh ạ. Rồi thì tập này mình sẽ xem thử xem là có xỉu hay không nhé, hôm nay mà có khi không có xỉu thì thôi mình dừng lại ở 10 mét. Cầu 22 mà nói chung nó cũng khá là đẹp rồi, chắc là không chừa được đâu em nhỉ, được chưa? 223 đấy thì mình hút được con xỉu lên được 15 mét, 850 rồi đó, hiểu thấy không? Nói chung là khi mà mình đã bắt được con cầu này quá là ngon luôn, 5 mét x3 số 4 đó, nói chung là gọi có thở có thiêng này có kiêng là vẫn diện vẫn cứ đụ là như bình thường đấy, là mà muốn chơi thì em gọi lên gọi là có tí thắp hương khói vào bánh cho nó dễ lên nhá, ok chưa? Bye bye anh em. Kết thúc video thì đấy, anh em cũng biết là anh em khi mà anh em xem clip của mình, anh em cũng biết là kênh của mình thì chuyên làm clip về con iWin đúng không ạ? Chia sẻ những cái cách chơi, phương pháp chơi con iWin một cách cực kỳ chuẩn xác từ kinh nghiệm của bản thân mình, nên là anh em có thể tham khảo cho. Và chúc anh em mà chơi con iWin này là luôn luôn là thắng lớn anh em nhé. Và anh em nhớ like video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye anh em.